Xin chào quý vị và các bạn Tôi là Hiếu Anh Đến từ kênh youtube của nhà đẹp Tân Á Và cứ đi hẹn lại lên Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một mẫu nhà mới Mẫu nhà 3 tầng mặt phố Được thiết kế theo phong cách hiện đại Đấy là nhà của anh Nam Ở đường Lê Hồng Phong Thạch Hà, thành phố Hà Tĩnh Thì tôi sẽ giới thiệu cho các bạn Trên kênh youtube của chúng tôi Nhà đẹp Tân Á thì trên kênh của chúng tôi sẽ có đầy đủ các mẫu nhà từ nhà vườn, nhà phố, nhà cấp 4, biệt thự tân cổ điển, cổ điển vân vân. Thì các bạn đang có ý định làm nhà cũng như là xây nhà trong tương lai thì các bạn hãy đăng ký kênh của chúng tôi, Nhà đẹp Tân Á để cùng tìm hiểu về những mẫu nhà mới nhất cũng như là kinh nghiệm trong quá trình xây dựng công trình. Hoặc các bạn có thể đăng nhập vào trang web nhà đẹp tân á.vn của chúng tôi để tham khảo những mẫu nhà mới mà chúng tôi các kỹ sư cũng như là kiến trúc sư hàng đầu của công ty chúng tôi cập nhật lên thường xuyên và hôm nay chúng ta sẽ đi đến mẫu nhà của anh Nam ở đường Lê Hồng Phong Thạch Hà thành phố Hà Tĩnh thì uh, trước tiên tôi sẽ giới thiệu cho các bạn phối cảnh 3D cũng như là kiến trúc mặt tiền của ngôi nhà với nhà mặt phố được thiết kế theo phong cách hiện đại với nhà mặt phố thì bước đầu tiên quan trọng nhất là mặt tiền bắt buộc là phải đẹp về kiến trúc. Và các bạn thấy khi nhìn vào nhà của anh Nam đây thì điều đầu tiên mà các kiến trúc sư của chúng tôi thiết kế đấy là không gian mở. Thì khi các bạn thấy đây, không với không gian mở, rất nhiều cây xanh và rất nhiều cửa sổ và cửa sổ thì rất, rất to và rộng thì các bạn thấy đây khi chúng ta view từ cửa sổ ra ban công cũng như là mặt đường thì nó sẽ rất thoáng và ở mặt tiền của ngôi nhà các bạn thấy đây với màu sơn chủ đạo là sơn màu trắng gạch inak ghi màu ghi và các đường gạch chỉ màu ghi các bạn thấy khi chúng tôi kết hợp giữa sơn màu trắng và các đường gạch chỉ màu ghi nó là hai màu tương phản nhau nhưng khi mình nhìn về tổng quan nó lại làm nổi bật lên cái màu sắc của ngôi nhà của mình các bạn thấy đây và bây giờ tôi sẽ giới thiệu các bạn khi ta sẽ đi từ ở trên mái xuống và đây là phần mái chúng ta nhìn phần mái của nhà anh Nam mình nhìn từ trên xuống thì khi chúng tôi đến đội ngũ khảo sát của chúng tôi đến khảo sát cho anh Nam thì anh cũng như gia đình của anh cũng muốn thiết kế một mẫu nhà theo phong cách hiện đại và công năng đầy đủ và đặc biệt anh là một người rất trẻ trung năng động và yêu thể dục thể thao thì các bạn thấy đây với ngôi nhà này mà chúng tôi thiết kế khu ban công ở tầng 3 là rất rộng có bàn ghế để tối anh có thể uống nước nói chuyện với bạn bè các bạn thấy đây ở mái thì chúng tôi thiết kế hệ mái ở đây là hệ mái vuông ô vuông chống thấm thì sau này anh có thể trồng rau cũng như là các bộ hoa chậu cảnh ở trên này. Vì sàn mình sẽ thi công chống thấm. Và các bạn thấy ở dưới hệ lam lam kính và khung sắt sơn tính điện. Thì với hệ lam kính này, chúng tôi cho thiết kế ở đây là cửa bạt cuốn, cuốn ra cuốn vào để chống nóng cho kính cường lực ở đây và hệ lam ở tầng 3 đây các bạn thấy đây đây là hệ lam bằng bê tông đua ra đây các bạn thấy ở phần mái khi mình nhìn từ trên xuống sẽ có hệ lam bằng bê tông đua ra và hệ cột ở tầng 3 các bạn nhìn thấy rất khỏe khoắn ban công thì chúng tôi cho thiết kế các bồn hoa để anh có thể trồng hoa để chạy dọc theo ban công và đây lan can kính cương lực ở tầng 3 và các bạn thấy với các tầm nhìn của các kiến trúc sư của chúng tôi các bạn thấy khi chúng tôi thiết kế có một đường ban công chạy thẳng từ tầng 3 kéo xuống tầng 1 thì nhìn ngôi nhà mặt tiền nó rất khỏe khoắn và chúng ta sẽ đến tầng 2 của ngôi nhà ngay dưới ban công của tầng 3 đó là đắp các đường gạch inox gạch chỉ màu ghi nhìn nó rất sang trọng với kết hợp với sơn màu trắng đây và đây là tầng 2 của chúng ta khi đi xuống thì chúng tôi cho thiết kế đường các đường phào lồi lõm ở ban công của tầng 2 đây các đường phào lồi cũng như là chỉ âm các bạn thấy khi kết hợp giữa các đường phào lồi cũng như là chỉ âm thì tạo cho các ngôi nhà một điểm nhấn nhá để nổi bật lên cái kiến trúc bên ngoài của ngôi nhà. Các bạn thấy với không gian mở mà chúng tôi thiết kế cho anh Nam đây cửa sổ cũng như là cửa chính thì rất là rộng và hệ cửa của ngôi nhà ở đây từ tầng 2 đến tầng 3 cũng như các cửa sổ là chúng tôi cho thiết kế hệ nhôm sifa và hệ sifa ở trên thị trường bây giờ thì cũng là rất là nhiều loại có loại nhập khẩu có loại sản xuất trong nước thì giá cả nó phụ thuộc vào các loại khác nhau. Thì trong video các video tới đây tôi sẽ chia sẻ với các bạn từ chất lượng cũng như là giá cả của các hệ nhôm Sipha Và đây, ở tầng 2 là ban công của tầng 2 đây. Các bạn thấy với hệ ban công rất, rất rộng và chúng tôi thiết kế cho anh là có bồn hoa, chậu cạnh chạy dọc theo ban công của ngôi nhà. Và ở dưới tầng 2 là hệ dưới hệ xeno chúng tôi cho thiết kế hệ bóng đèn downlight để chạy dọc theo xeno máy Đây, máy tầng 3 cũng như là xeno của tầng 2, ban công của tầng 2. Thì với hệ hệ bóng này các bạn thấy dưới với không gian buổi tối thì nó rất là lung linh và đẹp. Và các bạn thấy các cái hình mà chúng tôi bố trí cột thì cũng như là các viên của ban công. Các kiến trúc sư của chúng tôi bố trí rất là hợp lý để làm nổi bật lên cái mặt tiền của ngôi nhà. Với nhà mặt phố, quan trọng nhất là mặt tiền và hệ mái. Còn hai bên là sát vách nhà hàng xóm rồi. Các bạn đặc biệt lưu ý ở mặt tiền của nhà mặt phố. Và ở tầng 1 thì các bạn thấy đây chúng tôi thiết kế đây. Từ sân để xe ra thì các bạn thấy ở cổng là đã có hệ ban công mà anh có thể trồng hoa được trên ngay cổng của tầng 1 rồi không gian nó không gian mở thì nó rất hài hòa với lại thiên nhiên và bây giờ tôi sẽ đi vào uh, qua cổng chúng tôi sẽ đi vào giới thiệu đằng trong ngôi nhà đây cửa mà chúng tôi thiết kế cho anh sử dụng hệ cửa gỗ gó đỏ với các khung mạ gỗ sử dụng nghệ khung mạ gỗ và trần ở đây thiết kế cho anh đấy là trần gỗ và sử dụng cái hình bóng đèn downlight lai để chạy dọc theo trần với không gian này thì buổi tối nó rất chi là sang trọng ở đằng trong của ngôi nhà các bạn thấy với diện tích xây dựng này mà chúng tôi các kiến trúc sư của chúng tôi đã thiết kế cho anh với đầy đủ vẻ đẹp về kiến trúc cũng như là công năng của ngôi nhà và đây là tôi sẽ view toàn cảnh ngôi nhà của anh Nam cho các bạn cùng xem với ngôi nhà mặt phố 3 tầng và tôi sẽ view sẽ mái xuống từ mái xuống ban công tầng 3 cũng như là tầng 2 đây với đầy đủ các cái công năng ban công rất rộng và cửa sổ thì rất là thoáng mát và nhiều cửa sổ để lấy nắng và gió tạo ra một không gian mở rất đẹp đây là sảnh ở tầng 1 thì với hệ sảnh này thì chúng tôi thiết kế cho anh ở đây là sử dụng hệ sắt sơn tính điện là hệ khung và đằng trên sử dụng hệ kính và cường lực với hệ này thì chúng ta sử dụng ở dưới hệ kính cường lực này thì bắt buộc là phải có bạt sử dụng bạt kéo ra kéo vào theo uh, tự động để chống nóng của kính cường lực và các bạn thấy vào gara ô tô chúng các kiến trúc sư của chúng tôi thiết kế đây gara ô tô các cửa có cửa kẹp phụ kẹp phụ có ban công có bồn hoa các bạn thấy đây và ngôi nhà là sử dụng hệ tam cấp. Các bạn thấy ba bậc và ở các cái viền của móng tường móng thì chúng tôi cho thiết kế đắp các gạch giả đá. Đây các bạn thấy và ở hệ tam cấp thì cho sử dụng hệ đá ốp vân sặc cư. Và kết hợp với đó là các đá giữa màu nâu và màu trắng để làm nổi bật lên đây, hệ tam cấp của anh, mặt tiền trước của ngôi nhà. Hệ đây các bạn thấy đây. Và ở mặt ngoài thì theo ý tưởng của anh Nam thì chúng tôi cũng cho thiết kế luôn là ốp bằng đá, sử dụng hệ đá ở đây. Đây các bạn thấy. Và ở dưới tầng 1 thì các bạn thấy ngay dưới tầng 1 thì chúng tôi đã cho thiết kế đầy đủ các cái bồn hoa cũng như là chậu cảnh trong ban công của ngôi nhà ở tầng 1 với mặt mặt tiền như thế này các bạn thấy với diện tích công năng và sử dụng mà các kiến trúc sư của chúng tôi thiết kế cho anh Nam là rất hợp lý rồi thì khi bây giờ với thời đại bây giờ thì các bạn khi các bạn muốn tìm hiểu cũng như là đang muốn có ý định xây nhà thì các bạn nên thuê thiết kế để làm sao các kiến trúc sư có thể lên được phương án thiết kế cho các bạn từ mặt kiến trúc ở bên ngoài cũng như là đảm bảo cho các bạn về kết cấu bên trong và từ đó thì các bạn có thể tiết kiệm được vật liệu cũng như là chi phí thời gian trong quá trình xây dựng và Bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về kiến trúc và công năng trong ngôi nhà của anh. Đây là mặt mặt bằng định vị của nhà anh đây, với diện tích sử dụng cũng như là diện tích xây dựng của anh tổng cộng là 15,5 nhân 7 m2. Đây các bạn thấy đây, 15,5 nhân 7 tổng cộng 108 mét vuông và với diện tích 108 mét vuông mà các kiến trúc sư của chúng tôi thiết kế cho anh nhà 3 tầng với đầy đủ từ phòng bếp phòng khách 3 phòng ngủ và có phòng tập thể dục cũng như sinh hoạt chung đầy đủ đây là ở tầng 1 của nhà anh với mặt bằng kiến trúc tầng 1 thì gồm có gaza ô tô sân rất rộng rãi và phòng khách 20 mét vuông phòng bếp ăn 18 m2 và khu sân rửa nhà vệ sinh 4,2 m2 và sân rửa 7 m2 với hệ cầu thang 21 bậc. 21 bậc nó thể hiện cho cái sự trong phong thủy đấy là sinh lá bệnh tử cứ 21 rồi lại sinh lá bệnh tử là đến 25 nói chung là bậc lẻ các bạn thấy đây thì là với cầu thang ở tầng 1 thì có phòng bếp phòng khách phòng bếp ăn và khu sân rửa cũng như nhà vệ sinh đầy đủ và có tủ rượu cũng như là ở bếp ăn thì có các vị trí tủ lạnh lavabo chậu rửa và bếp ga có khu đặt ống hút mùi ra khu sân rửa đằng sau và bây giờ ta chúng ta sẽ cùng đi lên diện tích công năng của tầng 2 với tầng 2 mà chúng tôi thiết kế cho Aina là gồm có 3 phòng ngủ với các diện tích 9,3 mét vuông, 12 mét vuông và 13,5 mét vuông. Với diện tích tổng xây dựng là 7 mét ngang và 15,5 mét dài. Các bạn thấy chúng tôi thiết kế cho anh thế này là công năng rất hợp lý rồi. Ở tầng 2 chúng ta có nhà vệ sinh 4,2 mét vuông và gồm có và đằng trước có nhà vệ sinh 4,6 mét vuông thì đằng trước này để, để phục vụ cho phòng ngủ của vợ chồng anh Nam thì là đây là các bạn thấy có nhà vệ sinh khép kín đây và đây là phần tủ âm tường cũng như là kệ tivi âm tường và ở phòng ngủ thứ hai thì có đầy đủ bàn làm việc các tủ âm và phòng ngủ thứ ba là có phòng giường ngủ cũng như là các cái tủ đặt ở các vị trí rất hợp lý thì với hai phòng ngủ này thì chúng ta sử dụng nhà vệ sinh ở đây 4,2 mét vuông như nhà tắm đây là rất hợp lý rồi và bây giờ chúng ta sẽ cùng với tầng 2 là có cầu thang cũng chúng tôi thiết kế cho anh là 21 bậc và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi lên tầng 3 với kiến trúc và công năng tầng 3 như đã giới thiệu từ đầu anh Nam là một người rất yêu thể dục thể thao trẻ trung và năng động cho nên là cũng theo yêu cầu của anh chúng tôi thiết kế phòng tập thể dục cho anh ở tầng 3 10,4 mét vuông cao độ của tầng 3 là 7,2 m và với ngôi nhà thì luôn luôn là phòng thờ mình phải đặt ở tiền sảnh đằng trước hướng ra đằng phía đằng trước của ngôi nhà phòng thờ chúng tôi thiết kế đây là 11,2 mét vuông và ở tầng 3 thì có đầy đủ từ kho nhỏ phòng sinh hoạt chung sân phơi đây các bạn thấy với sân phơi 10,5 mét vuông rất rộng có cửa ra sân phơi và ở tầng 3 thì khu các bạn thấy với khu ban công là rất rộng có đầy đủ các cái yêu cầu công năng mà anh Nam cũng như là các thành viên trong gia đình yêu cầu của đơn vị Tân Á chúng tôi thiết kế thì khi các bạn làm nhà và các bạn thuê thiết kế thì đơn vị thiết kế đấy thứ nhất là phải có uy tín cũng như là đảm bảo được cho các bạn chuẩn về kiến trúc và kết cấu và vừa rồi tôi đã giới thiệu về kiến trúc và công năng đang trong ngôi nhà của anh Nam. Một lần nữa chúng ta cùng nhìn lại về phối cảnh 3D và kiến trúc mặt tiền của ngôi nhà mặt phố 3 tầng ở Lê Hồng Phong, Thạch Hà, Hà Tĩnh. Đây, với kiến trúc 3D đằng ngoài là rất đẹp. Đây các bạn thấy, với hệ kiến trúc mà với diện tích ngang 7 mét vuông mà các kiến trúc sư của chúng tôi thiết kế có đầy đủ gara ô tô phòng khách rất hợp lý. Vâng, vừa rồi là tôi đã giới thiệu cho các bạn về mẫu nhà mặt phố 3 tầng của anh Nam ở Lê Hồng Phong, Thạch Hà, Hà Tĩnh. Thì các bạn ở khu vực Hà Tĩnh nếu như muốn làm nhà mặt phố thì các bạn có thể qua để tham khảo và hỏi ý kiến của anh Nam về đơn vị thiết kế tân á chúng tôi. Chúng tôi thì luôn đặt uy tín và phục vụ quý khách là ưu tiên hàng đầu là số 1 của phương châm làm việc của công ty. Và các bạn hãy nhớ đăng ký kênh của chúng tôi để nhận được tất cả những video mới nhất về mẫu nhà mới và cũng như là kinh nghiệm trong quá trình xây dựng công trình. Và bên cạnh đó thì chúng tôi có đội ngũ thi công trọn gói cũng như là thiết kế nội thất. Thì các bạn hãy tìm hiểu để cùng với mục tiêu chung đấy là làm cho ngôi nhà của mình được đẹp về kiến trúc và chuẩn về kết cấu. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video